Sau đây là những thông tin mới cập nhật về tình hình dịch COVID trên địa bàn tỉnh và trong cả nước hôm nay. Tại Ninh Bình, theo thông tin từ Sở Y tế, ngày hôm nay trên địa bàn tỉnh không có ca mắc mới, có 2.302 trường hợp nghi ngờ được cách ly mới, 1.938 trường hợp được điều tra và lấy mẫu. Toàn tỉnh hiện đang cách ly giám sát 5.074 trường hợp tại cơ sở cách ly tập trung, tại nhà và nơi lưu trú. Tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh vẫn được kiểm soát chặt chẽ. Tại Việt Nam, bản tin tối ngày 9 tháng 5 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết phát hiện thêm 87 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 77 ca lây nhiễm trong nước, 10 ca nhập cảnh được cách ly ngay. Như vậy, tính đến 19 giờ ngày 9 tháng 5, Việt Nam có tổng cộng 3.332 ca mắc. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi cách ly là 51.554 người. Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, trong ngày có thêm 42 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca bệnh được điều trị khỏi là 2.602. Đợt dịch lần này ở Việt Nam được đánh giá phức tạp, có đa ổ dịch, đa nguồn lây, đa chủng, nên tốc độ lây nhiễm tăng cao hơn so với các đợt dịch trước. Do đó, Bộ Y tế đề nghị các tỉnh, thành phố thông tin tuyên truyền người dân tuân thủ nghiêm ngặt khuyến cáo 5K, đồng thời không lơ là chủ quan, phải kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng chống dịch, coi như địa phương đang trong dịch, để khi xảy ra không bất ngờ, chủ động ứng phó tốt với dịch bệnh COVID-19.